Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư tại hai sàn cà phê là London và New York tiếp tục tăng rất là mạnh bà con nhé. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái đà phao mình nha. Mình đã vào đây, hôm nay là ngày 25 tháng 8. Mình đã vào cho bà con, cho mọi người một ngày mới, thật là nhiều sức khỏe, mọi việc cũng như thuận lợi may mắn bà con nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản nhạc cà phê tại hai sàn London và New York xem thử là tăng bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ phạt bản nhạc cà phê bằng tiêu thực tế ngày hôm nay ngày thứ tư xem thử được ra sao cho bà tham khảo nha. Bà con và mọi người theo mình theo dõi bản nhạc ngày hôm nay nha. Chào bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục tăng rất là mạnh bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 9 thì tăng lên 71 đô lên 1.964 tấn. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 11 thì tăng lên 59 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 1 năm 2022 tăng lên 29 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 năm 2022 tăng lên 10 đô bà con nha. Bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London thì chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Tại sàn cà phê Arabica có tiếp tục có tăng bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 9 thì tăng lên 3,35 sen lên 183.3 sen trên pound. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 12 tăng lên 3,90 sen. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 năm 2022 tăng lên 3,80 sen. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 5 năm 2022 tăng lên 3,65 sen bà con nha. Về lựa chọn phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, cả hai sàn London và New York đều tăng khá mạnh. Bây giờ bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu thực tế ngày hôm nay xem thử thay đổi ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu xã hôm nay ngày thứ tư. Tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Xã hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào giá cà phê là 39.600 đồng trên ký. Giá tiêu xã hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 78.600 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào lịch nhỏ bà con nha. Thưa bà con, lịch nhỏ
thì thiếu hay thì đủ. Khi chúng ta bán ra thì giá tiền ngang ngửa nhau, không có gì thay đổi nhiều bà con nha. Nếu bà con thấy kênh mình thú vị, bổ ích, hãy cho mình xin một like, một nút đăng ký miễn phí bà con nha.